làm sao mà ở trong này nè nó dài hơn ở ngoài là mình đi ra bình thường. Liên Hô đi thử ai, chỉ một người ngồi thôi. Chơi thế, em bảo đảm 100%. Kéo ơi đàng hoàng nha. Đó, đến đây. Ơi, đàng hoàng nha, Vĩnh ha. Đi ra ngoài đạp luôn, đi ngoài đạp luôn. Thì có không? Đừng nghe, không có giỡn nha. Rồi, má ơi. Đó, rồi, ok, cắt xong, xong rồi. Được nè. Được, nè. Được à. Khỏi Vĩnh, khỏi Vĩnh luôn. Được không đó. Kì kì, nắm cái quần ống đi. Anh hít, hít, lại đây, lại đây. Sao trộm chạy? Thì anh cái quần ở đúng rồi, nắm cái giò đó, rồi đưa ra ngoài đó đó còn rồi tay buông tay lại cái đầu xuống ao buông tay đây không được rớt ao bỏ vậy rồi có làm biết cách nào mà buông được không hết. Làm cái gì người ta phải có cái mẹo để chỉ cho tao không dạy gì đó mà không tới nữa học không tới nó thiệt cái gói chứ quá trời dở luôn. Đây bây giờ ủa rồi tính cắt cái mái nhà luôn hay gì? Đúng rồi cắt mái nè đo rồi cắt cho nó đẹp đó. Đây nè, đây người ta là muốn mà cọp vô cái đầu ngoài này phải không? Đây cọp cái đầu này phải không? Bây giờ người ta đo cái cây coi ngay tới đây ngay chỗ đây nè. Rồi cột luôn đi, cột luôn đi. Rồi sau tới mà cọp. Đấy, người ta mới dựng ngay chỗ này lại nè. Đó, ta cọp cái mối này nè. Đó. Rồi chút xíu để chỉ cho mà cái thế mà làm sao mà để ra được cái mái nhà này mà cắt luôn. À. Bây giờ bứt cái miếng sóng này, sóng cây. Sống cây hả? Đây sống cây này nè. À. Đó. Rồi xong ta luồn qua rà nó, thấy chưa? Rồi. À cuộc sau luồn vô trong đó là được rồi phải đúng không? Rồi. Đây mượn cái kéo rồi, cắt bỏ cái này khúc. Mấy ông này bữa gì tay dài chân dài không làm ăn gì được hết trơn á. Cột vô đầu cây nè. Biết chi không? Tới đây chắc vẫn chưa hiểu phải không? Chưa. Ta đưa vô ngoài nè, đây, đưa vô nè, ta xỏ vô nè. Đó. Trời ơi có cái lỗ mấy cha này thiệt tình luôn á. Hết biết rồi mà cũng không biết nữa. Rồi luôn rồi. Rồi anh cắt luôn, anh chòm ra anh cắt luôn đi. Là đưa tay ra là chòm ra cắt đi nè. Cắt đâu không? Anh Phạm dính cái quần lại đi thôi. Tụt cái quần lại để em thôi tụt cái quần. Cái này là một chuyện cái nè. Nhờ tay dài chân dài cũng tiện. Em dính nó chịu được. Ủa rồi tính là chòm cắt vậy luôn hả? Rồi cắt thử coi. Ơi coi chừng lá rớt xuống đó. Cái ống này đây nó xa quá sao tới. Đó, cái này á biết sao. Cái này á là mình phải đi lấy cây thang. Ừ. À, cây thang để em chỉ cho cái mẹo mà làm sao mà để đi ra ngoài đó cắt luôn. Ủa đừng nó này dựng lên trên nóc nhà nha. Đâu có cần dựng nóc nhà, dựng nóc nhà cũng đưa đâu có tới đâu. Mà những cái trường hợp ngày xưa biết sao. Đi ăn cắp trái cây á, có cái cây một à mà đi ra xa. Phạm bây giờ lấy cây. Là sao anh nói em không hiểu gì ta? Bởi vậy á là mình làm cái gì á? Đây cắt thời cho mày lọt ao luôn quá. À, mình hôm nay mình sẽ chỉ cho cả nhà mình nói làm sao mà cái thế, làm sao mà đi từ ở trong nhà mà đi ra được mé mương chỉ bằng một cây thang. Rất là đơn giản luôn nha cháu nhà. Nhiều người á là không biết á, thì tưởng rằng nó khó nhưng mà biết rồi nó rất là dễ. Mình sẽ cắt từ bên đây qua nè. Sao anh Thức không mua cái xuồng anh Thức để xuống đây nè? Cái xuồng á nó vẫn không tới nha. Đó, mình phải sử dụng một cây thang thôi, có cây thang là được rồi. Ta ra đây đưa đem cây thang lại đây nè. Giờ các bạn qua một bên đi. Để chỉ mẹo cho, mình cắt giữa đi. Rồi sao bắt lên được nút nhà anh? Thì xong đi rồi mình sẽ chỉ cho. Đây, tính là bắt lên nóc nhà vậy đó hả phải không? Đúng rồi, rồi lợp lại nó lủng lá hay sao? Bù. Rồi, lủng lá, dời không được. Đúng rồi. Mình không có bắt vậy, bây giờ mình sẽ bắt cái kiểu gì nè. Mình để lên lan can, để lên lan can nè. Rồi, ok, bu ra đi. Rồi đó, bây giờ mình đi ra đây là bình thường. Nó bật thì sao? Không bật, nếu mà có một người á mà đứng cái chịu chân đây nè. Đó, người ta sẽ thành cái lực ở đây á là cái lực người ta gọi là gì? À, ngày xưa cái ông nhà bác học gì có cái tên gì? Nếu cho tôi cái điểm tựa tôi sẽ đẩy được trái đất đó. Lý gì đó hả? Đẩy được là quý không? Đó rồi. À, bây giờ anh đi ra ngoài là bình thường. Tại vì á làm sao mà ở trong này nè, nó dài hơn ở ngoài là mình đi ra bình thường. Liên Hô đi thử coi. Chỉ một người ngồi thôi. Chơi. Em đi luôn hả? 100%. Kéo. Ơi đàng hoàng nha. Đó, Vĩnh này. Ơi đàng hoàng nha, Vĩnh ha. Đi ra ngoài đạp luôn, đi ngoài đạp luôn. Thì có không? Đừng nghe, không có giỡn nha. Rồi, má ơi. Đó, rồi ok, cắt xong rồi. Được nè. Được. Nè. Được à. Khỏi Vĩnh, khỏi Vĩnh luôn. Ok. Cắt đi cho xong. Đó. Ý, được nè. Cái sống thôi, đừng có cắt cái lá. Vậy hả? Ai biết đâu à? Để lá, để cho nó mát. Thấy không? Cả nhà thấy không? Bởi vì mình gì?
Bởi vì không có ăn thức thôi á, mấy cha này không làm ăn gì được hết trơn. Bây giờ anh lanh lên thử lại, bây giờ Liên Ngô xuống đây. Không phải, cho xuống đây, đúng rồi đó, chèn xuống đi. Nhưng mà cái này á, là mình á, là sử dụng cái thế này nè. Nhưng mà đặc biệt là cái thằng mà dậm chân ở dưới đây nè là không được là thù của mình nha. Ê, không có chơi không buông à. Anh ra tới đợt luôn, anh ra đợt luôn. Đói. Không, anh ra tới ngoài đợt luôn là vẫn bình thường. Ngồi gì dễ hơn. Vậy đi, vậy đi. Thấy được không? Ok. Cả nhà thấy không? Bởi vì mình nói mẹo thế ở đây không mà không ai biết cái gì hết trơn. Thôi này phải... Thấy vô, đi ngon. Cảm. Cái này chịu khó gì quá. Đại rồi. Đẩy xuống xe, xuống đè mẹ rồi. Đúng rồi đó. Chỉ cần ở đây buông ra là ở đây, đây xuống đèo nha cả nhà đây. Nốt cả nhà mà có gặp những cái thế mà sẵn mấy ngồi đây mà. Cả nhà mình gặp những cái thế khó như vậy nè thì áp dụng theo cách của mình. Ở cái này giống lửa em. Biết thì chứ có nhiều thức làm chưa? Bởi vậy cái gì cũng nhờ mình hết trơn, biết rồi giờ anh em không biết gì là đi làm hết trơn. Bởi vậy chứ không có anh thức chứ. Cộng dây ở chỗ nào giờ sao cắt không ngay dây gì hết trơn vậy? Ngay mà, ngang mà. Rồi, nghe chưa, nghe mắt chưa? Anh có bị lé không? Anh chỉ cần nhíu cái sóng vô ngay cọng dây là anh cắt. Vậy đó hả? Ừ. Ôi, ôi trời, cũng chỉ nữa. Đó, nghe chưa? Nghe rồi. Cái đó còn phải chỉ nữa anh. Là... Bởi vì ơi, tới giờ là phải rồi. Rồi, nắm níu ra ngay chỗ cọng dây cắt. Ok. Đó. Gãy sóng. Không gãy. Không gãy nữa. Ông thợ la đó, nhẹ thôi. Rồi đó, níu ra rồi, ok, cắt nha. Cắt nghe đó. Ủa, thấy đơn giản không? Đơn giản quá, đơn giản. Này giống tỉa cành nha. À, đây là cái căn nhà mơ ước của mình là sắp hoàn thành rồi nha cả nhà. Chỉ cần cắt ở xung quanh nữa là xong rồi. Đây, nhà mình có bóng đèn, bóng gì xong hết trơn nha. Mốt mình sẽ làm những món ăn ẩm thực ở dưới đây. Wow. Để cho vui. Trong đợi quá. Cũng có những cái món quà ăn liên quan, có mấy ông thợ đây nè. Chờ anh Lâm cắt cho xong đi, biết sao? Nó bị tua dài quá, cả nhà nhìn bên đây nó bị nó đâu. Đây, đi ngô qua đây, đi ngô. Dạ. Đây cả nhà thấy không? Bên đây nó cũng hơi dài nè. Tại vì lá nó không đều quá, bị sâu lá nó không đều, nó bị sâu á, thường thường lập nhà lá thì hay bị vậy nè. Dạ. Đó, cả nhà mình thấy mà những cái mà mẹo của mình nó hay ít, nhớ bấm like, subscribe, đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đây là một cái số mà công đoạn của mình làm cái nhà để mình quay lại chi tiết để mai mốt mình làm kỷ niệm. À, hoặc là cả nhà mình có ai mà thấy mà cái thế nào hay á thì mình áp dụng theo cuộc sống mình cho được. Dạ đúng rồi, nhiều khi thấy đơn giản chứ không phải là đơn giản. Đúng rồi. Rồi đó xong nha, em lên nha. Rồi ok.